là đường vô nhà nội nha cả nhà mình, đó vô Bồng Lai. Ở chỗ này là chỗ mấy anh em hay đứng láo nháo đi. Chơi màu vàng mới chịu, không chịu màu khác đỡ thấy vàng lắm. Mấy anh em hay chơi nè, chơi nào đây, cái quán cà phê này nè anh em ngồi đây, bà CM bà hay ngồi đây đó. Thăm cho nó chọn nghĩa tình nữa không? À, ngay chính diện luôn nha. Đây là hình thiệt chứ không phải ghép nha. Rõ ràng chưa? Rõ ràng nha, đây là check in nha, thiệt nha. Đúng số luôn đúng không? 889 rồi. Đúng rồi, 889. Hai con số 8 luôn. Ờ, coi chừng có camera họ chỉ ra thấy. Thôi check in được rồi đó, lên thăm thầy nọ phải uống đậu xanh rau má mới đúng bài chứ mày, đúng đậu xanh rau má đó, uống cạn đậu xanh rau má. Đậu xanh rau má uống xong nhớ mấy chai dầu gió. Dầu gió hả? Dầu gió giờ này chắc là nó đã không còn cái chai đựng nó dầu bốc hơi từ đời nào. Nói cho biết là không có ai mà đòi lại làm gì đâu, đừng nói bậy. Anh về đó anh kêu anh đi kiếm là đi đòi dầu gió. Đòi được cái nịch. Lên cho chọn tình chọn nghĩa. Tại mình cũng biết là trước sau gì cũng xong phim thôi. Đường mòn này phải không? Đó, cái đường đó.
quay dễ chứ hồi trước mà quay là bị dịnh liền đó. Trời bò quá trời, nằm kế bên nội là mấy con bò. Nhà em nội đây. Đây, tạm biệt nha. Tạm biệt, đó máy lạnh rồi, trời ơi. Chắc em nằm ở trên máy lạnh đó đó, nghe đó không có được gắp máy lạnh nữa mà. Sao mà cửa nó âm u dữ ta. Cửa sao mày song sắt kinh khủng quá cửa. Hả? Có điểm nữa, cửa đi ghê quá, cửa như là song sắt vậy. Cái bà này đẹp không? Bà này đậu xe nè. Đó, đậu xe thì anh em ngủ cà phê quán này xong lưng đó. Đây chỗ đậu xe của anh, của cơ quan chức năng đây được không? Nè đúng rồi. Đậu xe đây. Đậu dọc lên trên. Chứ còn trong kia đậu là bị kẹt. Đó, anh em thì uống ở bên kia. Đây đây đây. Em hay uống ở đó đó. Chỗ này là chỗ mà Trần Đông Bẩn, Đại Long An ghé đây bán gì đây nè? Hết, bán con chuột gì đâu đây nè. Cái lô còn nguyên, cái lô chỗ cái mấy cái đá nè, lô này là họ kêu 900 triệu, cái cây chuối nè, lô này nè, đó mày nghe này là 900, lô này là không biết còn không. Đó, mình thấy khu này thì cũng không có gì phát triển mạnh như vậy.
cái đời. Hơi bị ngon á.